Mến chào tất cả các cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thức làm món mì gói xào hải sản. Món này cũng rất dễ làm và không mất nhiều thời gian. Nguyên liệu chính của món này bao gồm 300g tôm, 300g mực, 200g cải ngọt, một củ cà rốt, một củ hành trắng, một củ hành tím nhỏ, một trái ớt chuông và một tép hành. Nói chung thì nó cũng rất là đơn giản. Còn mì gói thì mình dùng 4 gói mì gói và mình dùng mì gói loại như thế này. Nhưng cô chú và anh chị em có thể dùng bất cứ loại nào cũng được. Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái món ăn này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho mì vào trong một cái tô như thế này và mình cho nước lạnh vào, mình ngâm khoảng 10 phút. Cô chú và anh chị em lưu ý ở đây thì mình ngâm bằng nước lạnh chứ không phải bằng nước sôi. Tại vì ngâm bằng nước lạnh thì mì khi mà mình xào thì nó sẽ ngon hơn. Và đây là mì sau khi mình ngâm nước lạnh 10 phút, mì nó sẽ rời ra và nó dai như thế này thì khi mình xào nó rất là ngon. Tiếp theo sau đây thì mình sẽ sơ chế cái phần tôm và mực. Thì tôm ở đây mình đã lấy chỉ đen và mình bóc vỏ xong rồi. Thì bây giờ mình cắt một lần nhỏ trên cái lưng như thế này để khi mà mình xào tôm nó sẽ bung ra và kia nó cũng dễ thấm gia vị hơn. Rồi, thì bây giờ mình cho tôm vào trong dĩa, mình để sang một bên. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt mực ra thành những lát lát dài dài như thế này. Cô chú và anh chị em nếu mà dùng mực tươi thì nên mình cắt những cái lần xéo qua xéo lại cái hình caro trước khi mình cắt thành những cái lát giống như thế này. Còn mực của mình thì mực đã qua đông lạnh rồi thì mình cắt, mình không có cần phải cắt xéo qua xéo lại trên cái mực trước khi mình cắt, tại vì mình muốn mực ăn nó dai hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một ít gia vị để mình ướp cái phần mực dịch. Rồi thì bây giờ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột hành và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Rồi thì bây giờ mình trộn lên và mình để cho nó thấm gia vị ít nhất khoảng 15 phút. Và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần rau củ quả. Cà rốt thì trước hết mình cắt thành những cái lát xéo xéo như thế này, rồi sau đó mình sẽ cắt lại thành những cái sợi dài dài như thế này. Và tiếp tục cắt như thế này cho đến hết. Sau đó rồi thì mình cho vào dĩa và để sang một bên. Đây là rau củ quả sau khi mình chuẩn bị xong. Ớt chuông mình cũng cắt dài dài như thế này. Và hành trắng thì mình cũng cắt ra thành những cái lát dài dài như thế này. Cải ngọt thì mình tách ra và mình để cái gốc và cái lá riêng. Đồng thời mình cũng dùng thêm một ít rau cần tàu để mình cho vào mình xào cho nó thơm. Rồi tiếp theo sau đây thì mình sẽ trụng sơ những cái phần củ quả tôm cũng như là mực. Nên ở đây mình đã có sẵn một cái son nước sôi ở đây. Trước hết thì mình trụng cái phần cà rốt. Thì mình chỉ cho vào mình trụng sơ khoảng chừng 30 sát canh là được. Rồi thì tiếp theo mình cho cái phần cải ngọt vào mình trụng luôn. Cải ngọt của mình thì nó rất là non, cho nên mình trụng gốc và lá cùng một lúc luôn cũng không sao. Và sau cùng thì mình cũng trụng luôn mực và tôm. Thì mình cũng cho vào mình trụng khoảng 30 sát canh xong rồi mình vớt nó ra. Mình trụng tất cả những thứ này thì nó giúp cho mình khi mà mình xào á, thì nó không có ra nước, cho nên mì của mình nó còn giữ được cái độ khô rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một ít gia vị để mình làm cái nước sốt để mình xào, mình cho vào mì mình xào cho nó ngon. Thì ở đây mình dùng là một muỗng canh dầu hào, một muỗng rưỡi cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê tương ớt, một muỗng cà phê dầu mè và một muỗng canh nước.
Rồi, bây giờ quậy đều những cái hỗn hợp này lại và để sang một bên. Các thứ mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình bắt đầu xào mì. Rồi thì mình đã có sẵn một cái chảo ở đây rồi thì cho vào đây một ít dầu. Bây giờ thì mình cho hành vào trước. Rồi sau khi hành nó thơm xong lên rồi thì mình sẽ cho tỏi vào. Và khi hành và tỏi nó thơm lên xong rồi thì mình sẽ cho mì vào để mình xào. Rồi thì bây giờ cho mì vào để mình xào. Thì cái mì ở đây mình chia làm hai lần. Và mì khi mà mình ngâm nước lạnh nó nở ra thì cái cọng mì nó rất là dai. Rồi thì bây giờ mình cho vào đây là 2 muỗng canh nước sốt. Bây giờ thì mì nó cũng thấm gia vị rồi thì mình có thể cho tất cả những cái rau củ quả cũng như là mực với tôm vào để mình xào chung với lại mì. Rồi bây giờ xào đều lên để cho rau củ quả và mì thấm đều với nhau. Rồi bây giờ mình cũng cho vào đây là 1 muỗng canh nước sốt nữa. Tất cả những cái rau củ quả, mực và tôm ở đây thì nó cũng đã chín hết rồi, thì chỉ còn mì thôi. Thì bây giờ mình chỉ xào sơ, khi mà mì nó chín xong rồi thì mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ mình cho vào đây một ít hành lá và một ít cần, đây là cần rau cần tàu, thì khi mà rau cần tàu cho vào mì mình xào nó rất là thơm. Rồi mì bây giờ thì nó cũng đã khô và chín rồi, thì mì bây giờ cái cọng của nó dai rất là ngon. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình cho ra dĩa. Rồi thì bây giờ mình đã có được một cái dĩa mì gói xào hải sản ở đây rất là thơm ngon. Như vậy thì cái video chia sẻ cách thức làm món mì gói xào hải sản của mình hôm nay đến đây xin khép lại. Chúc cô chú và anh chị em thành công trong cái cách làm này. Và nếu như yêu thích cái video của mình hôm nay thì xin vui lòng nhấn vào nút like hoặc chia sẻ để mọi người cùng làm. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị em đã theo dõi cái video và ủng hộ kênh của mình. Bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye bye!